Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình 10 thành viên huynh đệ Hồi giáo tin từ Cairo. Ngày hôm nay, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình cho 10 thành viên huynh đệ Hồi giáo với các tội xúi dục bạo động. Một trong những người bị tuyên án tử hình có ông Abdul Rahman Alba, là thành viên của Hội đồng chỉ đạo huynh đệ Hồi giáo. Ông Mohammed Abdel Masoud là một đạo trưởng tên tuổi chạy qua Qatar sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ, cũng bị tuyên án tử hình khiếm diện. Các bị cáo là 38 thành viên của Hội đồng chỉ đạo huynh đệ Hồi giáo và Bộ trưởng Chính phủ Tổng thống Morsi. Từ trong củi sắc tòa án, ông Beltaki la to rằng hệ thống tư pháp Ai Cập là hệ thống nô lệ của quân đội, là hệ thống giết người, hệ thống bị đồng tiền chỉ đạo, hệ thống nhận lệnh của Do Thái. Chánh án Hassan Fares tuyên bố bản án cho số bị can còn lại sẽ được tuyên bố vào ngày 5 tháng 7, mặc dù bản án tử hình ở Ai Cập cần được vị lãnh đạo tối cao Hồi giáo Ai Cập chấp thuận, nhưng các quan tòa Ai Cập lại không bị buộc phải tuân theo ý kiến của vị này. Sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ, quân đội Ai Cập đã xả súng vào người biểu tình ngồi, làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng, tuyên bố huynh đệ Hồi giáo là tổ chức khủng bố, bắt giữ hàng ngàn người. Trong tháng 4, tòa án Ai Cập tuyên án tử hình tập thể 683 người, là bản án tử hình lớn nhất trong thời đại hiện nay trên thế giới. Không phải chỉ huynh đệ Hồi giáo bị đàn áp, những nhà tranh đấu thế tục chống Tổng thống Hosni Mubarak tại quảng trường Tahrir cũng đã bị đưa vào tù. Trong tháng trước, 16 nhà báo bị bắt. Sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, Ai Cập đang quay lại chế độ độc tài và tướng Sisi có thể là nhà độc tài tàn khốc nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại.